Hello, xin chào các bạn trở lại với fanpage và kênh YouTube của Nhãn TV. Thì hôm nay tiếp tục trong quá trình chia sẻ các thông tin bổ ích về bất động sản. Thì tôi chia sẻ một thông tin là về cái cung đường D30 ở thành phố Nha Trang, thì nó nằm ở đâu, vị trí như thế nào, thì các thông tin cần thiết của nó, rồi qua đó giúp quý hàng có thể nắm bắt được thông tin để chúng ta đầu tư đúng đắn nhé, sử dụng đồng tiền của mình đúng mục đích nhé. Nói về trước khi vào clip thì không gì hơn tôi chúc mọi người sức khỏe trong những ngày này, ở yên tại chỗ vượt qua một Covid với một tình trạng sức khỏe cực kỳ tuyệt vời mọi người nhé. Thì trên khung cảnh mọi người là cái vị trí mà cái cung đường D30 đi qua. Thì bây giờ tôi sẽ đi từ thành phố cho mọi người dễ hình dung nhé. Tôi bóp nhỏ cái bản đồ lại. Đây là vị trí trung tâm thành phố Nha Trang này. Đó, thì xuất phát từ trung tâm thành phố chúng ta lên đến cái tuyến đường B30 thì qua cái đường cao quát Cầu Lùng này. Đó, qua các khu thị Mỹ Gia thì chúng ta đi lên đến nơi. Đi lên đến nơi thì chúng ta đi qua vòng xoay Bình Thái. Vòng xoay Bình Thái ngay đây. Đây là vòng Nguyên Giáp đấy. Hay gọi là đại lộ Nguyên Giáp. Thì chúng ta đi đến khu cầu Sông Tắc. Đấy, cầu Sông Tắc thì bên tay trái có cái khu nuôi chim khúc và khu tái định cư ven Sông Tắc. Còn bên tay phải là khu dự kiến là khu đô thị Phúc Khánh 1 và cũng như khu tái định cư Vĩnh Hiệp mọi người nhé, là trong đây. Nhà cửa rất là đẹp. Đây, khu tái định cư này đẹp. Còn đây là sông sông Tắc các mọi người. Sông Tắc thì một nhánh của sông Quán Trường nối ra. Đó, đây, nối ra đó, nối thẳng ra cầu Phong Châu đó mọi người. Nó đi ra đến biển luôn, đi qua cái khu mà Bình Thái. Đó, chúng ta ra cái biển. Đó. Chị rất là đẹp. Đó, thì đây là đục thể phần của xã Vĩnh Hiệp cũng như là Vĩnh Trung giao với nhau mọi người nhé. Đó, thì tiếp tục nói đến cái cung đường D30 thì nó nằm ở đâu, thì chúng ta đi qua cái cầu Sông Tắc này thì chúng ta gặp một cái cầu vượt đường sắt. Đó, cầu vượt đường sắt này rất là cao, thì dưới là có đường sắt này, nhìn xuống dưới chúng ta có cái khu Đồng Nhơn Vĩnh Trung đó, còn khu này là khu cầu Ké này đấy, và tiếp giáp khu này là khu Vĩnh Trung đấy. Khu này thì dân cư rất là sầm uất rồi đó. Còn bên này là cái khu làng câu cá rồi, đây chúng ta có thể ở đây rất là nhiều. Thì ở đây mọi người thấy có một cái đặc điểm cơ bản là có một khu đất trống mà ít nhà xây mà ruộng không ấy, chính là cái khu đường D30 đó. Thì chúng ta đi lên, đi qua cầu vượt đường sắt thì có một cái đoạn mà quay đầu đây này, đó chính là cái ngã ba sau này để tiếp nối đường D30. Thì đường D30 tiếp nối từ đường Võ Nguyên Giáp trên đường 23 tháng 10 mọi người nhé. Đây này, thông tin của cái đường này thì tí tôi sẽ nói rõ mọi người cùng nghe để mọi người cùng nắm một cách chi tiết nhất, rồi tôi sẽ thôi qua chứ nhá. Thì cái cung đường này tổng chiều dài nó khoảng gần 800 m chiều dài đấy, đấy. Trên cây số đó, với mặt đường rộng khoảng 30 m mọi người nha. Nó nằm trong địa phận của hai xã Vĩnh Trung và Vĩnh Hiệp, nằm trong địa phận của hai xã đó. Đó thì đầu năm vừa rồi thì tỉnh Khánh Hòa đã cho khởi công vào khoảng tháng 1 đấy, nhưng lịch đã cho khởi công tuyến đường này bắt đầu từ đây mọi người. Đó, từ tôi đang quay con chuột này đến đây, hay thẳng một con đường như thế này. Đây có điểm nhận diện là có một khu phân lô này nè. Khu phân lô này thì nó là ra mặt đường D30 sau này luôn đấy. Đó thì công trình này thì có chiều dài toàn tuyến là chính xác là 778,5 m, chiều rộng 30 m tính cả vỉa hè mọi người nhé. Địa điểm thực hiện là tại xã Vĩnh Hiệp và xã Vĩnh Trung, nó nằm đây. Thì đây tuyến đường phố chính đô thị nằm kết nối đường 23 tháng 10 và đường Võ Nguyên Giáp. Đấy là nhằm giảm ùn tắc cho cái tuyến đường Võ Nguyên Giáp này mọi người. À, tuyến đường 23 tháng 10 này sang Võ Nguyên Giáp, nó về tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội của những cái địa phương này. Tại vì mọi người biết một cái trong những cái yếu tố mà giúp gia tăng cho các cái giá trị bất động sản chính là đường xá và giao thông. Thì địa phương là thì càng nhiều đường to đường đẹp thì kinh tế càng phát triển thôi, cái này là điều hiển nhiên và giúp gia tăng giá trị bất động sản rất là nhiều. Thứ hai là giảm ùn tắc giao thông, là cái cung đường 23 tháng 10 này hiện tại buổi sáng rất là đông đông đi làm hướng Nha Trang ấy, rất là đông, và sau này sẽ có cái tuyến mà nuôi tôm ủng hộ trên này nè, nên nhà nước đã làm cái tuyến đường này thì cách nuôi tôm ủng hộ chỉ khoảng 2 đến 3 cây số thôi đó. Nằm ở đây rất là đẹp,
có kế hoạch bài bản con đường 30 mét thì sau này sẽ phát triển kinh tế rất là tốt cho cái vùng này. Đây là một trong những điểm lưu ý cho những quý anh chị nào đang có nhu cầu đầu tư bất động sản ở khu vực này, hay xã Vĩnh Hiệp, Vĩnh Trung gần công đường D30 mọi người nhé. Một năm qua thì nhiều người đã đầu tư rồi, nhưng mà đây là một trong những thông tin rất là tốt cho chúng ta vẫn có thể đầu tư được, còn giá chúng ta cũng có thể mua được và có lợi nhuận mọi người nhé. Thì vừa rồi do tình hình dịch Covid cho nên công trường có bị gián đoạn một ít thời gian, Covid tại Khánh Hòa và Covid cùng cả nước, và đang vướng một số cúc giải tỏa khu vực này chưa xong. Đấy. Khu vực này chưa xong cho nên chưa thể làm những vị trí này, còn những vị trí dưới này thì chủ tư họ đã tranh thủ làm rồi. Một người đi ngang qua cầu vượt đường sắt nhìn bên tay phải á, thì có thể thấy những cái ô màu xanh rất là to mà tôi đang làm á, là chính là vị trí đường D30 á. Đó là trong những cái đặc điểm mà chúng ta dễ nhận dạng nhất mọi người nha. Rồi, về thông tin của sản phẩm này tiếp theo là công trình được đầu tư hoàn chỉnh vào hệ thống là nền mặt đường bê tông nhựa này, đấy, hệ thống thoát nước mưa và điện chiếu sáng bằng bê tông cốt thép giữ ứng lực. Tổng diện tích đất thu hồi để làm dự án này là rơi khoảng 3 hecta, có 83 hộ dân bị ảnh hưởng mọi người nhé. Đó, 83 hộ dân bị ảnh hưởng, trong đó có 26 hộ bị giải tỏa trắng luôn, cho nên quý khách hàng có mua đất khu vực này thì tìm hiểu qua cho kỹ nha. Nhưng mà những hộ đất mà người ta bị giải tỏa trắng mà người ta vẫn cố tình bán là rất là nguy hiểm, chúng ta xuống tiền thì chúng ta không được cứu được đâu nha. Rồi, và được tái định cư vào khu tái định cư Vĩnh Thái. Đó, những hộ này này sẽ được tái định cư vào khu tái định cư Vĩnh Thái. Rồi tổng mức đầu tư dự kiến cho công trình này rơi vào khoảng 130 tỷ đồng, tích từ nguồn ngân sách của tỉnh, trong đó chi phí xây dựng khoảng là 80,7 tỷ đồng, bồi thường giải tỏa tái định cư còn lại là khoảng hơn 28 tỷ đồng. Đó, còn lại là chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn xây dựng và dự phòng. Thì theo kế hoạch thì dự kiến công trình này sẽ hoàn thiện vào cuối năm 2021 và khai thác luôn, nhưng do vướng mắc một số yếu tố khách quan này, về dịch bệnh, về môi trường cũng như một yếu tố chủ quan về việc giải tỏa. Đấy, nên hiện chúng ta vẫn chưa xong, nhưng mà thời gian tới trong tương trong năm 21 đến năm 22 thì tuyến đường này sẽ được hoàn thiện thôi, tại vì nó quá ngắn, như đều khoảng 1 km thôi, chưa đến 1 km thì chúng ta thúc đẩy thì rất là nhanh thôi. Đó, đó là những thông tin sơ bộ của sản phẩm này. Thì hiện tại thì ở khu vực này thì ngoài cung đường lớn này thì có những cái giá trị là chúng ta nên quan tâm để sau này chúng ta mua đất đầu tư mà chúng ta không lo gì cả. Đó, đầu tư thắng đó. Thứ nhất là về kế hoạch như tôi nói với bạn lúc nãy, là phải kiểm tra kế hoạch, tại vì trong này nó có 26 hộ mất trắng mọi người nha. Đó, đền bù trắng rất là nguy hiểm, đền bù trắng trong đó là có thể là diện tích hết sức hết luôn, hoặc là diện tích còn lại mà không đủ để chúng ta định cư ngay tại đó, họ sẽ giải tỏa trắng thôi. Đó, thứ hai là những cái tiện ích xung quanh thì từ đây mà nối ra này đến 23 tháng 10 này thì nó sẽ có, chúng ta đi lên một đoạn thôi, đó là chúng ta gặp chợ này, gặp siêu thị này, gặp bến xe hiện hữu này, cây xăng này, dọc cung đường 30 đoạn này thì rất là nhiều cái gara ô tô đấy, dân cư rất là tấp nập, rồi trường học không thiếu luôn mọi người, trường học có một cái hai ba khu vực này đều có hết. Đó, chúng ta đi xuống một tí là chúng ta gặp chợ ga rồi. Đó, từ vị trí ở đây này xuống đến chợ ga này rơi khoảng 1 km thôi. Chợ ga là một cái chợ to nhất của xã Vĩnh Thạnh, nằm ở vị trí này, cũng có giải phân cách đi ngang qua được và không vướng mắc gì cả. Và từ đây về trung tâm thành phố chỉ rơi vào khoảng 4 km thôi mọi người nhé, rất là gần. Chúng ta đi làm theo cái khẩu nguyên giác, chúng ta đi vào rất là tiện luôn đấy, cực kỳ đẹp. Cái đại lộ này rất là rộng rồi, hiện tại thì đang được chỉnh trang làm thêm cái hệ thống cây xanh trên cái đại lộ này, thì sau này khi mà cái đại lộ này được được nối D30 sang với đại lộ võ, với cái đường 23 tháng 10 á, chúng ta không còn lo lắng đi những cái đường mà tắt đi xuống nữa. Thì tại đi xuống khu vực này chúng ta phải đi thẳng tắt ngay đây này xuống này. Đó, có dịp quý khách quan tâm thực tế thì chúng tôi sẽ đưa đi coi. Rồi, và một cái điều mà quý khách hàng đang rất là quan tâm ở cái khu vực này, nhưng là giá đất hiện tại được khoảng bao nhiêu tiền mét vuông đúng không ạ? Thì hiện tại nhé, tôi nói theo cái thông tin tôi nắm bắt và giao dịch tôi đã bán trong thời gian vừa qua, thì hiện tại giá đất khu vực này cho khách đầu tư
đang rơi vào khoảng từ 11 đến 12 triệu mét vuông thôi mọi người nhá. Nó giá chúng ta có thể mua được và đầu tư được. Còn những cái vị trí mà mặt đường quy hoạch D30 sau này ra này thì nó rơi vào khoảng 15 đến 17 triệu mét vuông. Có nhiều nhà tôi đang bán như vậy. Còn những vị trí gần đó bán kính khoảng 500 mét á, ví dụ từ đây chúng ta sang bên này này hoặc là sang bên này qua nhà thờ Cầu Kè hoặc là sang đến mình sân bay Võ Cang này thì nó đang rơi vào khoảng từ 12, 13, 14 triệu mét vuông chúng ta có thể mua được. Thì đường rộng khoảng từ 3 đến 4 mét mọi người nha. Diện tích là khoảng 7 80 mét thì một lô rơi vào khoảng 900 1 tỷ thôi. Thì với tầm tiền này chúng ta thoải mái để an cư rồi, chúng ta không cần mua đất lớn lắm hoặc là mất tiền lắm. Vậy thì để xây nhà đó. Đó. Thì hôm nay tôi có chia sẻ một video clip này. Hy vọng cái thông tin này giúp cho quý khách hàng được nắm bắt tốt hơn và qua đó giúp cái việc đầu tư khách hàng sử dụng dòng tiền để mua đất đầu tư và mua đất an cư sau này được là tốt nhất. Ok mọi người nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo. Đừng quên subscribe.